đang xem video tại kênh YouTube Review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Linh mục trẻ bị ác long tham tiền háo sắc bắt đi, nhưng cậu ta không những không bỏ chạy, lại còn vô cùng thoải mái dựa dẫm vào ác long không thèm bỏ đi. Tên ác long này nếu không phải ngủ thì đi vơ vét kho báu. Lý trí trở thành thiên cổ ác long đời thứ hai ưu tú. Ác long có một lời hẹn với hoàng đế bệ hạ, vào ngày ít tháng y của 10 năm sau sẽ đem công chúa đi. Nếu muốn chuộc công chúa về thì phải dùng 10 tấn vàng để đổi nhưng 10 năm sau, ác long liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn công chúa, mà bị linh mục sáng lấp lánh hấp dẫn. Ác long không phí chút sức lực nào, bắt linh mục trẻ đi, sau đó vứt lại một tờ giấy. Ta đã bắt cóc công chúa, muốn chuộc người thù đem 10 tấn vàng tới. Công chúa tức tới dậm chân, ta xinh đẹp như vậy, ngươi là con rồng không có mắt nhìn. Quốc vương không kìm nổi vui sướng trong lòng, không chỉ không mất con gái mà còn không tốn tiền. Linh mục trẻ bị ác long bắt về xào huyệt của hắn ta chỉ thấy xung quanh đều ngập tràn vàng bạc châu báu. Ác Long thả chàng trai xuống thảm rơm. Vừa được đặt xuống, Linh Mục trẻ đã mặt dày hỏi. Sao nào, có phải bị sắc đẹp của tôi làm cho say đắm rồi không? Trong lòng Ác Long chỉ nhớ thương 10 tấn vàng của mình đáp. Đợi kỵ sĩ của ngươi tới cứu ngươi đi. Thật ra chàng trai đã sớm chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Những người có thể đánh đấm đã sớm bị cậu đuổi đi rồi. Ivor là một linh mục. Mỗi ngày vì tín đồ phân ưu, nhưng hôm nay, cha Nam sau khi ngoại tình chạy tới xưng tội. Hắn ta vừa không muốn bỏ vợ vừa không muốn buông tay tình nhân. Ivor kêu hắn ta cứ tuân theo con tim mách bảo là được rồi. Ngày hôm sau cha Nam liền bị vợ bỏ rồi. Vậy là cách làm này của Ivor liền bị Linh Mục trưởng trách tội. Trong lúc tức giận, ông ta hạ lệnh cho Ivor làm sứ giả thánh khiết. Lời này như xét đánh ngang tai Ivor. Khi làm sứ giả thánh khiết sẽ bị theo sát 24 trên 24. Ngày cả ngủ nghỉ, tắm rửa hay đi WFC đều bị giám sát khi ăn cũng chỉ được ăn nước suối và hoa cỏ một đời không cách nào rời khỏi thần điện đến khi chết cũng không thể trông thấy ánh sáng mặt trời nếu bỏ trốn còn bị thiêu cháy hiến tế thần linh vậy là ai vơ liền nghĩ ra một cách để bỏ chạy chính vào ngày ác lòng tới bắt công chúa cậu ta cố ý chạy lên đỉnh tháp lấy lý do nói lời tạm biệt với ánh mặt trời cố lý thả mái tóc vàng óng ả à ra đứng dưới ánh mặt trời lắc lư trang sức vàng trên người bởi vì ác long yêu thích những thứ màu vàng sáng lấp lánh Quả nhiên, vơ bị Ác Long nhận nhầm là công chúa mà bắt đi. Ác Long sẽ vì tiền chuộc mà ngoan ngoãn cung phụng bản thân cậu ta. Vậy là cậu sẽ có cơ hội bỏ chạy một cách quang minh chính đại, sau đó đi tìm một anh đẹp trai phó thác tấm thân trinh trắng này là, cuộc sống mỹ mãn không cần làm sứ giả thánh khiết nữa. Linh mục trẻ thấy Ác Long liền thấy sắc mà nổi lòng tham. Ác Long lúc này mới nhận ra bản thân bắt công chúa giả trở về. Hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy người này thật là quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. 10 năm trước một cậu bé đến xào huyệt của ác long ác long đang ngủ mong lung mở mắt thì ra là một cậu bé tóc vàng đứa bé dùng tay ngắn chân ngắn cố gắng leo lên chân của ác long thằng nhóc này thế mà không sợ mình cậu bé dùng ánh mắt long lanh khen ngợi ác long thật ngầu ác long nghe vậy vui sướng trong lòng sống một nghìn năm đây là lần đầu tiên có người khen hắn ta ngầu sau đó cậu bé kể câu chuyện kỵ sĩ chiến đầu với ác long cho hắn ta nghe bởi vì ác long bắt công chúa đi lại còn cướp mất một tòa núi vàng của quốc vương. Vậy nên để cứu công chúa kỵ sĩ đã chiến đấu với ác long. Ác long nghe vậy kêu ngang quay mặt đi. Đậu, nếu như là ta ta sẽ đánh cho tên kỵ sĩ đó chạy mất dép. Sau đó cướp toàn bộ vàng bạc trở lại. Nghe vậy cậu bé bĩu môi. Nhưng mà công chúa còn nhỏ quá, nếu bị bắt đi thì thật là đáng thương. Vậy là ác long và cậu bé thống nhất với nhau. Trước tiên gửi thông báo, 10 năm sau sẽ bắt công chúa đi. Ác long lại nhìn về phía Iver, nhìn thế nào cũng thấy giống cậu nhóc năm xưa. Ivor chỉ về vị trí bên cạnh mình, cậu muốn ác long che chắn ánh sáng để cậu dễ ngủ. Ác long không muốn, dựa vào đâu? đây chính là giường của ta. hắn chỉ về mặt đất tán loạn bên cạnh, người xuống đất nằm đi. Ivor tỏ ra ghét bỏ, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh tròn xoay nhìn về phía ác long. Oni, Chan, ngài chắc là không biết, công chúa chúng tôi đều được sống trong nhung lụa, cơ thể vô cùng yếu ớt, nếu như ngủ không ngon trái tim sẽ khó chịu vô cùng, nói không chừng nửa đêm sẽ chết đột ngột. Ác Long khựng lại tại chỗ. Không được, nếu công chúa chết rồi, thì quốc vương sẽ không bằng lòng cho ta vàng bạc nữa. Vì 10 tấn vàng. Ác Long nhị. Hắn hóa thân thành hình người nằm xuống một góc. Dùng biến thành người, điều này làm ai vừa hóa đá 10 giây. Nhưng mà cơ bắp rắn chắc này, còn có gương mặt đẹp trai chẳng phải chính là người tình trong mơ của cậu đó sao? Ai vơ lập tức nằm xuống bên cạnh ác long. Trái tim nhỏ không ngừng đập mạnh, còn không ngừng ghé sát cọ cọ vào người ác long. Ác long càng né tránh, ai vơ càng lấn tới. Đến khi gì ác long ngã ra khỏi thảm cỏ một màn này mới dừng lại. Ác long nhịn không nổi nữa. Cái giường lớn như vậy không đủ chỗ cho người nằm à? Ai vơ tự ôm lấy mình giả vờ bị lạnh. Ác long đỡ chán, ghét bỏ phần nàn. Thật phiền phức. Sau cùng ác long đành nhóm lửa. Nhưng mà ai vơ chỉ muốn cọ cọ vào người ác long mà thôi. Sáng sớm hôm sau, đột nhiên cửa hang động bị một tiếng nổ lớn làm vỡ tung một kỵ sĩ run rẩy cầm kiếm hét mau trả linh mục đại nhân lại đây ác long bị làm ồn trong lúc ngủ cảm thấy vô cùng bực dọc nhưng mà linh mục cái gì ta bắt là công chúa mà kỵ sĩ không hiểu ác long đang nói cái gì thắc mắc hỏi lại lẽ nào ngươi là người truyền tin của ác long sao ác long không thèm giải thích trực tiếp biến hình lão tử biết nói cần người truyền tin làm gì kỵ sĩ bị dọa tới rơi cả kiếm lúc này ai mới kịp phản ứng những kỵ sĩ có thể chiến đấu đầu bị cậu đuổi đi cả rồi. Người này từ đâu tới vậy? Kỵ sĩ kia lấy bức tranh vẽ ai vơ biểu thị. Người ác long bắt về không phải công chúa, mà là linh mục. Trong lòng ai vơ còn đang thầm tán thưởng họa sĩ vẽ tranh không tệ. Thì bên này ác long nổi giận rồi. Cái gì? Ngươi là đồ giả. Linh mục trẻ thấy ác long nổi lòng háo sắc, không chỉ không muốn đi còn bám lấy rồng ta muốn thân thiết. Ác long lại dầu muối không nghe. Lẽ nào không có hứng thú với nam sắc? tức chết bảo bối rồi. Bởi vì một người kỵ sĩ đem bức tranh vẽ Iver tỉnh tới. Iver muốn phát điên luôn. Không, tôi không thể trở về. Cậu hướng về phía kỵ sĩ kiên định nói. Vị kỵ sĩ này, cậu nhận nhầm người rồi. Ác Long quay mặt đi, ghét bỏ xua tay. Đừng đấu tranh nữa. Người ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Mau đi đi. Kỵ sĩ ngơ ngác không hiểu. Còn ở bên cạnh Ác Long chờ đợi. Iver nghĩ ra một cách. Cậu đột nhiên ôm lấy chính mình, vừa khóc vừa nói rồng đã lấy mất tấm thân trong trắng của ta rồi không thể làm sứ giả thánh khiết nữa cả rồng và kỵ sĩ đều ngơ người sau đó ác long phẫn nộ ta chỉ ngủ cùng ngươi một đêm không giải thích còn tốt càng giải thích lại càng đen tối lúc này đại não của kỵ sĩ cũng chết máy cậu ta không dám tin thần quan thế mà mất jean rồi kỵ sĩ cầu xin Ivor trở về cùng mình để nhận được sự tha thứ của thần ngài linh mục trưởng sẽ tha thứ cho cậu vừa chán ghét đen mặt cậu nghe không hiểu tiếng người à? cút cho tôi. kỵ sĩ cho rằng Ivor làm vậy vì muốn bảo vệ cậu ta, nên cảm động đến mức vừa đi vừa khóc. Ác Long chỉ về phía Ivor, hỏi kỵ sĩ: này, người này ngươi không đem đi à? Ác Long thở dài, uống phí công sức rồi, đem về một tên giả mạo không ai cần. Ivor vẫn nói Ác Long không chịu thiệt, bản thân rất dễ nuôi. Ác Long không đồng ý, mười tấn vàng của hắn cứ thế mà mất rồi. hắn hướng về phía Ivor nổi giận ngươi cút đi cho ta để có thể ở lại iver tặng cho ác long một cái bánh vẽ vì hắn ta tạo ra một tòa thành siêu cấp lấp lánh ác long đem theo động lực vô cùng lớn đem theo iver đi tìm địa điểm iver chỉ về mảnh đất phía trước thành trì xây dựng ở đó đi đến khu đất trống iver tìm lý do nói bản thân mệt rồi nhiệm vụ ngày hôm nay đến đây thôi ác long ghét bỏ trọt trọt vai cậu vươn tay ra muốn iver đưa cho hắn bản vẽ iver không vui lắm đưa bản vẽ ra dù sao không có sự chỉ đạo của mình, hắn ta chắc chắn không làm nổi. Sau đó, ai vơ nhân lúc tin tức bản thân bị bắt cóc chưa dò gì ra ngoài. Đem theo vàng bạc châu báu trộm từ ác long, đi tới chợ để vung tiền. Đến tiệm quần áo, cậu liền vung tay nói, tôi mua tất cả chỗ này. Khi trông thấy một bộ cánh khoét sâu, ai vô cùng cân nhắc. Sau đó chạy tới quầy, yêu cầu ông chủ trang trí đá quý lấp lánh lên đó. Vốn dĩ ông chủ không định nhận mối làm ăn này, nào ngờ sau khi trông thấy túi đá quý của Iver, tốc độ làm việc của ông chủ lập tức x một nghìn lần. Khi Iver đem theo những bảo bối vừa mua được ở chợ trở về khu đất trống, cậu liền ngơ người luôn. Thành trì trước mặt so với bản vẽ của cậu còn chi tiết hơn nhiều lần. Ác Long lại nhận ra Iver đã thay đổi y phục rồi. Hắn có chút nghi hoặc. Iver vội vàng đánh trống làng để lấp liếm. Liên tiếp khen Ác Long là kiến trúc sư thiên tài. Vô cùng lợi hại hết cách ác lòng cứ như vậy bị những lời như rót mật vào tai này dắt mũi hắn kêu iver mau lên lưng hắn ta đã đói một ngày rồi chúng ta mau trở về ăn thịt nướng lại phải trở về xào huyệt của ác long iver cảm thấy vô cùng phiền muộn cậu sợ chuyện bản thân trộm châu báu sẽ bị phát hiện vậy là cậu bắt đầu mê hoặc ác long kêu hắn tới chợ ăn đồ ăn của loài người ác long bị cậu lừa gạt lập tức đồng ý nhưng ác long không biết ăn đồ ăn của loài người phải trả tiền chỉ biết bày ra bộ dạng hung dữ kêu chủ quán đem đồ ăn ngon tới cho hắn ai vơ cạn lời cậu lấy một mảnh vàng trên áo của ác long đưa cho ông chủ lúc này ác long mới hiểu mẹ nó mấy thứ này cần dùng vàng của ta để đổi không ngờ tới những ông chủ khác cũng chú ý tới vị khách quý nhiều tiền lắm của này nô nức chạy tới tiếp thị sản phẩm của bản thân ai vơ chỉ đành kéo ác long chạy khỏi hiện trường ai vơ chạy tới thở không ra hơi còn ác long lại cảm thấy loài người thật là nhiệt tình nhưng mà dùng vàng để đổi làm hắn ta đau lòng vô cùng. Sau đó, Ác Long đưa cho Iver một chiếc bánh mì. Iver lúc này cũng giới thiệu, bản thân có tên, tên là Iver. Ác Long ghét bỏ nói tên của Iver thật khó nghe, làm cậu tức tới bốc khói. Iver nắm chặt bánh mì hỏi tôn tính đại danh của Ác Long. Ác Long kiêu ngạo nói, ông đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tên là Rồng. Sau khi trở về xào huyệt, Ác Long sung sướng màn trên chiếc giường khổng lồ của bản thân lại biến hình thành con rồng làm người ta sợ hãi. Còn Iver thì to gan thay lên người bộ đồ được làm riêng khoét sâu hôm nay vừa mua. Tỏa ra mị lực hỏi. Ngài rồng, người ta ngủ không được. Ngài có thể ngủ cùng tôi không? Ác Long ghét bỏ nói. Loài người ngu xuẩn. Ngươi không ngủ được thì liên quan gì tới ông đây? Linh mục to gan dùng trăm phương ngàn kế để quyến rũ một con rồng. Không ngờ tới trong mắt Ác Long chỉ có vàng bạc châu báu không có bà xã. Ác Long sách cổ Iver lên. Lắc và lắc lại, vàng bạc và châu báu trên áo lập tức rơi lả tả. Đều trách gian thương tiệm quần áo bòn rút nguyên liệu. Thế mà dám dùng keo dán để đính đá quý lên quần áo. Ác long vây quanh kho báu của chính mình. Vô cùng hài lòng ngủ say. Đột nhiên hắn cảm thấy trên người nặng nặng. Chính là Ivor đã bò lên trên người của ác long. Ác long mất kiên nhẫn kêu Ivor xuống đi. Nhưng Ivor không những không leo xuống. Lại còn cố tình sờ mó khắp người ác long. Ngay cả sừng rồng cũng không bỏ qua sừng là bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể rồng. Ác Long không chịu được sự trêu chọc này, biến trở về hình người. Iver cũng vì vậy mà ngã vào vòng tay Ác Long. Cậu ta cho rằng cuối cùng Ác Long cũng mở lòng rồi, vui vẻ tới gương mặt đỏ bừng, còn vội vàng chủ động gửi gắm một nụ hôn. Không ngờ tới Ác Long trực tiếp ném người bay xa 18 mét. Bực mình, người này dám sàm sỡ ta. Ông đây nếu muốn tìm người yêu cũng sẽ tìm đồng loại. Ai có thể thích tên loài người phiền phức nhà ngươi chứ? ngày hôm sau, vị kỵ sĩ lần trước lại tìm tới rồi. Vừa vào sao huyệt đã trông thấy cảnh giường chiếu của Iver và Ác Long. Kỵ sĩ non tơ vội vàng che mắt, không có mặt mũi nhìn thẳng. Kỵ sĩ lại nỗ lực an ủi bản thân rằng, bọn họ chỉ có quan hệ ngủ cùng giường mà thôi. Kỵ sĩ bước tới trước mặt Iver, muốn Iver dùng nước thánh để kiểm nghiệm. Nếu thông qua chứng tỏ cậu còn trinh trắng, còn nếu cơ thể xuất hiện dị dạng thì sẽ bị ban tội chết. Ác Long lập rũ bỏ liên quan, Ông đây chưa từng đụng vào cậu ta. Nếu như nước thánh kiểm nghiệm ra kết quả không còn zin, Cũng đừng tới ăn vạ ta. Ivor lập tức bị lời này làm cho xù lông. Cậu đánh chủ ý lên người kỵ sĩ. Cậu có đồng ý cùng tôi cao chạy xa bay không? Thấy kỵ sĩ không đồng ý. Ivor lập tức thể hiện tài năng xứng đáng nhận giải Oscar của bản thân. Quả nhiên ngay cả cậu cũng ghét bỏ tôi. Chi bằng hiện giờ tôi liền chết đi. Kỵ sĩ bị sắc đẹp của Ivor mê hoặc. Kéo tay Ivor muốn đưa cậu ta về nhà. Ác Long nhìn bọn họ tay trong tay phu thê trở về nhà. Nếu hắn không ra tay, thì bà xã sẽ chạy theo trai mất. Ác Long không khách khí kéo bà xã vào lòng. Người này là của ta, ngươi không được đem đi. Cả người kỵ sĩ run lên. Muốn cướp ai vơ tử trong tay Ác Long. Ác Long nổi giận. Người của ta mà ngươi cũng dám giành. Cút đi cho ta. Chưa dứt lời đã sút bay kỵ sĩ. Ai vơ cảm thấy đắc ý. Cho rằng Ác Long không nỡ xa cậu. Nhưng Ác Long ghét bỏ biểu thị. Thành trì của ông đây còn chưa là xong, ngươi chưa được đi. Linh mục trẻ hướng về phía Ác Long bày tỏ tấm lòng. Lần này cuối cùng Ác Long cũng phải bảo vệ bà xã rồi. Lúc này Ác Long đang chuyên tâm nghiên cứu thành trì của bản thân. Ivor ở bên cạnh quan sát Ác Long. Sao hắn ta lại chăm chỉ như vậy, làm từ sáng tới tối mà không thấy mệt à? Đột nhiên Ivor nảy ra một chủ ý. Ngài rồng, tôi tới chợ mua đồ ăn ngon cho ngài nhé. Nhưng nghĩ. Tới chuyện một cái bánh mì tốn hết một mảnh vàng làm Ác Long đau lòng vô cùng. Liền lập tức từ chối. Thấy vậy, Iver lại bắt đầu mê hoặc ông xã. Dù sao vàng của ngài nhiều như vậy, có tiêu cũng không hết. Hơn nữa đồ ăn ngon của loài người đã có lịch sử 5.000 năm nghiên cứu và phát triển. Ngài chỉ cần tiêu chút xíu tiền đã có thể ăn được toàn bộ tinh hoa ẩm thực. Ác Long nghe những lời mê hoặc của Iver. Cảm thấy cũng có lý. Nhưng so với đồ ăn ngon thì Ác Long càng thích tiền hơn. Sau cùng. Hắn vô cùng do dự cân nhắc lấy ra một đồng vàng. vơ nhận xong tiền liền vui sướng chạy đi. Ác Long thấy vậy nhăn mày nói. Ta còn chưa cân nhắc xong mà. Ivor tới chợ, liền phát hiện thông báo thưởng lớn cho ai cứu được Linh Mục bị Ác Long bắt cóc. Trên đó còn chỉ ra xào huyệt của Ác Long. Thật may, trước đó cậu đã lừa tất cả những kỵ sĩ có thể đánh nhau với Ác Long đi rồi. Những người khác chắc chắn không thể tạo ra uy hiếp lớn gì. Vậy là, Ivor lại nghĩ cách để cưa đổ Ác Long. Ác Long tính tình nóng nảy. Nếu ngày ngày bị người khác làm phiền, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng đuổi cậu đi. Sau khi Ivor trở về nơi ở của Ác Long, cậu đem theo những đồ ngọt và phô mai tỉ mỉ lựa chọn trở về, còn cẩn thận đi có vô cùng xinh đẹp. Ác Long ăn vô ăn đến vui vẻ. Những thứ này không giống bánh mì lần trước, ăn như không khí. Không có tác dụng chống đói chút nào. Lần này, Ivor còn cố ý bày ra bộ dạng bi thương. Quả nhiên thu hút được sự quan tâm của Ác Long. Cậu nước mắt lưng tròng hương về Ác Long xin hắn giết cậu đi. Bởi vì giáo hội muốn bắt cậu về làm sứ giả thánh khiết. Nhưng cậu thực sự không muốn. Ác Long cảm thấy tò mò. Sứ giả thánh khiết có tác dụng gì? Ivor hướng về phía Ác Long than khổ. Thật ra chính là bị giam cầm. Còn phải tuyệt đối phục tùng. Hơn nữa còn phải ăn chay cấm dục, Mỗi ngày làm việc 13 tiếng. Không có tiền công. Cũng không có ngày nghỉ. Ác Long chấn kinh. Giáo hội của nhân loại đáng sợ đến vậy sao? Ivor bày tỏ. Vốn dĩ tôi đã muốn chấp nhận số phận rồi nhưng cuộc sống ngài đem tới cho tôi thực sự quá tuyệt vời. càng quan trọng hơn là tôi đã triệt để yêu ngài rồi. Ác Long nghe xong cảm thấy không đáng tin. Ivor tiếp tục lừa dối Ác Long. Ngài là Long tộc vĩ đại, không chỉ có tài năng trời sinh, còn đẹp trai lại nhiều tiền. người ưu tú như vậy ai có thể không yêu cho được? Ác Long nghe lời tâng bốc của Ivor, gương mặt đỏ bừng. người thật có mắt nhìn người. Ivor thấy kế hoạch của mình sắp thành công rồi, tiếp tục tâng bốc. cậu nắm chặt tay của Ác Long. Ông xã, em thực sự không thể tưởng tượng ra được cuộc sống thiếu vắng anh sẽ như thế nào. Em biết anh không thích em. Nên em chỉ cầu mong có thể ở bên cạnh anh đã vui rồi. Hơn nữa sắp tới sẽ có rất nhiều người tới tìm kiếm em. Em cũng không muốn anh vì em mà chịu tổn thương. Nghe đến đây. Ác Long lập tức xù lông. Đám lâu la đó sao có thể đánh lại tôi. Rồi hắn hứa với Ivor. Tuyệt đối không để những người kia đem cậu đi. Ivor vui vẻ vô cùng. Lần này cuối cùng cũng thành công rồi. Linh mục trẻ ham ăn lười làm chỉ muốn được rồng thần bao nuôi. Kết quả đã đi chỉ cần tiền, không cần cơ thể của cậu ta. Ivor lừa gạt Ác Long trở thành chỗ dựa của bản thân. Ác Long nói được làm được, đuổi toàn bộ những dũng sĩ tới làm phiền đi. Ba tháng sau, lâu đài tình ái của Ivor và Ác Long đã hoàn thành rồi. Từ đó mỗi ngày Ivor đều sống cuộc sống của phú ông giàu có. Mỗi ngày đều bận rộn xem sách xích xích và ăn đồ ăn ngon. Không cần nhìn cũng biết cuộc sống thoải mái an nhàn đến mức nào nhưng từ ngày đến ở nhà mới, ác long lại có thêm rất nhiều phiền não. Mặc dù vườn hoa rất đẹp, nhưng mỗi ngày đều phải tưới nước. Ngay cả thịt cừu nướng mà bản thân thích ăn nhất, cũng không thể làm tại nhà. Bởi vì sẽ làm bẩn sàn. Thành trì lớn thế này, lau dọn thật sự rất tốn công. Ác long cảm thấy vô cùng phiền não. Mặc dù phòng ở trở nên xinh đẹp rồi, nhưng thực sự quá khó dọn dẹp. Hắn tức giận đi tìm Ivor. Nơi này của tôi không nuôi người lười. Muốn ở lại thì phải làm việc hết cách rồi ai vơ hóa thân thành hầu gái hoàn thành toàn bộ việc nhà trong thành trì trong lúc nấu ăn ai vơ còn cố ý nướng hỏng nào ngờ ác long không kén ăn một ngày trôi qua ai vơ mệt tới muốn tan ra thành nước ngay cả khi cậu muốn ăn chút trái cây ác long cũng kêu cậu tự đi mà hái ai vơ giận vô cùng bản thân tốn nhiều công sức thoát khỏi giáo hội như vậy không phải để làm nô lệ cho người khác ngày hôm sau ai vơ để lại thư trên thư viết Ngài rồng thân yêu Làm việc ở chỗ ngài vừa khổ vừa cô đơn Tôi dự định tìm một người đàn ông để kết hôn Dọn ra ngoài ở Bye bye Ác Long giận vô cùng Bà xã lại muốn cắm sừng hắn Ác Long đứng ở ban công nhìn xa xăm Nhưng không thấy bóng dáng ai vơi đâu cả Một bên khác Ai vơi đến chợ Vừa tới đã nhìn chúng một dũng sĩ thất nghiệp Khi cậu muốn tiến thêm một bước với đối phương Thì cơ thể lại vô cùng kháng cự Cậu chỉ muốn thân thiết với ngài rồng mà thôi ai vơ cho rằng chắc chắn do vị dũng sĩ này không đủ đẹp trai vậy là cậu lại đi tìm thêm vài anh đẹp trai khác sau cùng ai vơ đứng ở ngã tư đường nâng băng rôn tìm kiếm người yêu các vị soái ca đến ứng tuyển người sau đẹp hơn người trước nhưng ai vơ nhìn những người đàn ông trước mặt sao nhìn ai cũng giống ai hết vậy đúng là không thể sánh bằng ngày rồng ai vơ chọn được ba ông xã ở trên đường nhưng cậu không thích bọn họ đều trách tên ác long tham tiền háo sắc đó đem cậu bắt về xào huyện lại dùng hình dáng loài người mê hoặc cậu Nhưng cả ngày lại chỉ biết xây thành trì Từ trước đến nay đều không thèm chạm vào Ivor Thật may rất nhanh Ác Long đã đem bà xã bỏ nhà ra đi trở về rồi Ngài dùng phẫn nộ biểu thị Cậu là tài sản của tôi Chỉ có thể ở lại đây Không có sự cho phép của tôi không được đi đâu hết Điều này đối với Ivor mà nói Thì quá tuyệt vời rồi Cậu giả vờ phản đối một chút chút Sau đó đem ba người đàn ông mình vừa lựa được Ở chợ đem tới trước mặt Ác Long như vậy có thể giải quyết được những phiền não trong cuộc sống của ngài rồng rồi ai vơ bày tỏ cơ thể yếu ớt không làm được việc gì trừ làm ấm dương thì làm gì phá đó nhưng người này vừa rẻ lại vừa biết làm việc nhà chắc chắn đáng tin hơn cậu ta hơn nữa bọn họ cũng không nói linh tinh ra ngoài nhưng mà nếu ngài rồng không nỡ phí tiền bạc thì cứ đợi bản thân cậu ta mệt chết lại dùng đến ba dũng sĩ kia ngài rồng tính cách đơn giản cùng với thích những thứ sáng lấp lánh nên muốn hắn đồng ý thu lưu ba người kia cũng được chỉ là có điều kiện. Nếu như ngươi còn dám chạy, ta sẽ giết hết bọn chúng. Sau cùng, ngài rồng hùng hùng hồ hồ sách Ivor trở về phòng. Trong lòng Ivor mừng thầm, nếu những người đàn ông khác không có cách nào làm tôi nổi lên hứng thú. Vậy chỉ đành nhờ ngài rồng hỗ trợ thôi. Chỉ có thực sự mất đi trinh tiết giáo hội mới không bắt tôi trở về. Ivor không ngừng nhìn lén ngài rồng. Nhìn tới sắp dính con mắt lên cơ bắp của đối phương luôn. Thực sự thèm khát đến muốn nhào tới luôn. Vậy là cậu ta kéo áo ác long, Ngài đồng ý dùng người khác giúp tôi chia sẻ công việc, ngài đối xử với tôi tốt quá. Tôi không có gì để báo đáp, chỉ có tấm thân này. Nghe vậy Ác Long giận dỗi hỏi, "Sáng nay ngươi nói muốn kết hôn với người khác cơ mà?" Ai vơ vội vã giải thích, "Đó chẳng phải vì ngài coi tôi như không khí à?" Cậu đưa tay lên đảm bảo, "Tôi xin thề với ngài, 20 năm qua tôi chưa từng ngủ cùng ai, ngài là tình yêu đích thực của tôi. Tôi muốn đem thứ quý giá nhất của mình hiến dâng cho ngài." ác long nghe vậy không thèm để tâm nằm xuống chuyện này sao có thể được người và rồng không thể được dù có thế nào cũng không thể có kết quả tốt ác lòng đúng là lòng dạ sắt đá không dỗ giành được ai vơ lại bán thảm không ai chạm vào tôi chính là vì sợ gặp phải báo ứng của thần linh một đám nhát gan nghe vậy ác long ngồi bật dậy ngươi nói ai là đồ nhát gan ai vơ khóc thút thít tôi đã bị giáo hội ám hại còn bị người mình yêu ghét bỏ ngài rồng nghe vậy nhăn mày nói ta không có ghét bỏ ngươi ai vơ càng khóc càng to tôi sẽ không ở lại đây làm ngài ghê tởm nữa ngài rồng sốt ruột tới toát mồ hôi nhưng hắn không biết cách dỗ dành bà xã nói đạo lý cũng không nói lại dùng vũ lực thì không nỡ sau cùng ác long chỉ đành nói ra sự thật ngươi đừng khóc nữa ta chỉ sợ nhân loại yếu đuối chịu không thứ kia của rồng nghe vậy hai mắt ai vơ sáng bừng vội vàng quay lại xác nhận vậy tức là ngài không ghét bỏ tôi ác long đỏ mặt cúi đầu không đáp ai vơ được nước liền lấn tới Vậy để tôi làm chủ là được rồi. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.